Thì với cặp loa 4 tấc này thì chúng ta không cần phải dùng súp nữa, tại vì cái dãy bass của nó khá là căng. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Tiền Hữu Audio. Và trong video clip ngày hôm nay, Tấn Huy sẽ giới thiệu một cái bộ dàn bên Tiền Hữu Audio thanh lý nha, để chúng ta có thể mua về giải trí hát tại nhà. Thì cấu hình sẽ gồm là hai chiếc loa 4 tấc, một cặp mic không dây Shure UGX-23. Kế đến chúng ta sẽ có chiếc Vanker NET FX66 lớp. Tiếp theo là một cục nâng tiếng TDS Cautis CB800 ra. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cục đẩy là CA16. Và ngay bây giờ thì Tuấn Huy sẽ hát một đoạn karaoke cũng như là test một đoạn nhạc cho anh chị nghe thử cái chất âm của bộ dàn này ha. Em ơi, em ơi, tình là vàng ngày sau, đời không cho ta hạnh phúc, có sống bên người để ok, thì vừa rồi Tấn Huy cũng đã vừa test một đoạn karaoke cũng như là mở một đoạn nhạc cho mọi người nghe thử cái chất âm của bộ dàn karaoke này. Thì với tổng quan của bộ dàn karaoke này sẽ có những cái đặc điểm nổi trội như sau ha. Thì với cặp mic không dây này của UGX-23 của Shure thì rất là sáng và nhẹ. Thứ hai thì với chiếc Vanker NET FX66 LED này thì cho chúng ta được căn chỉnh rất là dễ dàng, cũng như có những nút điều chỉnh cơ bản ở đây mình có thể điều chỉnh rất là dễ dàng. Cái đến là một chiếc nâng tiếng TDS Cautis CB800 Ultra. Thì với cái bộ dàn karaoke này thì chúng ta phải có thêm cái thớt này thì cái âm thanh nghe nó mới hay được. Cái đến là chúng ta sẽ có cục đẩy là mỗi kênh dùng cho hai cái loa 4 tấc này. Thì với tổng thể của cái dàn này âm thanh nghe rất là hay và sáng. Thì với cặp loa 4 tấc này thì chúng ta không cần phải dùng súp nữa, tại vì cái dãy bass của nó khá là căng và khỏe. Thì nếu như mọi người có quan tâm tới bộ dàn karaoke này, vui lòng liên hệ qua số hotline cũng Zalo là 0384547, hoặc anh chị có thể tới số 8 Ma, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm sản phẩm cũng như được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại.